Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 15 tháng 3 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, nơi có nắng nhiều cùng nền nhiệt độ cao nhất trên phạm vi cả nước thời gian này vẫn là khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Trong ngày mai, nắng xuất hiện từ sáng và kéo dài cho đến chiều muộn với mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Riêng miền đông của Nam Bộ, mức nhiệt có thể đạt tới ngưỡng là từ 34 đến 36 độ. Thời tiết khô hanh và nắng nhiều ở Nam Bộ thời gian này là điều kiện thuận lợi cho quá trình xâm nhập mặn tại đây diễn ra mạnh mẽ hơn. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, để phòng xâm nhập mặn, bà con có thể áp dụng một số những biện pháp như sau. Đầu tư nạo vét kênh mương, đắp đập thời vụ, ngăn mặn và trữ nước ngọt chống hạn cứu lúa, tổ chức giám sát quá trình xâm nhập mặn thường xuyên, vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, đảm bảo tiêu thoát, ngăn mặn và đưa nước ngọt về. Bên cạnh đó thì cần phải định kỳ thoát nước mặn và nguồn nước ô nhiễm trên kênh rạch. Trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết ở tại khu vực này thì vẫn tiếp tục ổn định với đêm không mưa, ngày có nắng, cùng nền nhiệt độ biến đổi không nhiều, phổ biến là từ 30 cho đến 32 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay và sáng sớm mai, các tỉnh phía Bắc khu vực vẫn có mưa vài nơi và cùng với đó là sương mù nhẹ rải rác ở những vùng tiếp giáp với biển. Đến trưa chiều trời giảm mây và có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày, dao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ tại Bắc Trung Bộ và từ 29 đến 32 độ tại các tỉnh khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế. Ngược ra phía Bắc, do khối khí lạnh suy yếu nhanh tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng hơn. Ở tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, do nằm gần vùng áp thấp nên trời ít mây, nắng xuất hiện từ sớm, nâng mức nhiệt ở đây lên tới ngưỡng là từ 26 đến 29 độ. Một số nơi thuộc khu Tây Bắc nhiệt độ còn có thể đạt tới mức từ 32 đến 35 độ. Còn tại khu vực Đông Bắc Bộ, do vẫn chịu sự ảnh hưởng ít nhiều của khối khí lạnh suy yếu lệch đông nên đêm nay và sáng mai khả năng là sẽ có mưa nhỏ vài nơi. Tuy nhiên là đến trưa và chiều mai thì trời khô ráo hơn, đôi lúc hửng nắng và nhiệt độ cao nhất tăng lên, dao động trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ. Thưa bà con, thời tiết ẩm thấp tại Đông Bắc Bộ thời gian này là điều kiện thuận lợi cho siêu vi trùng phát triển, gây bệnh dịch tả trên gà. Bệnh có thể xuất hiện trên gà ở mọi lứa tuổi với hiện tượng là xuất huyết, viêm loét đường tiêu hóa, bệnh lây lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng, có thể đến 100% trên đàn gà bệnh. Vì vậy, để phòng trị bệnh này, bà con nên thứ nhất là cần vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống sạch sẽ, tăng thêm thức ăn chứa các loại khoáng chất, muối khoáng để tăng sức đề kháng cho gà, ngăn cản sự tiếp xúc giữa gà khỏe với gà bệnh. Và cùng với đó, bà con cần phải tiến hành tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, cũng cần phải tiêm phòng định kỳ các loại vaccine phòng bệnh và có thể dùng các kháng sinh dạng bột pha vào thức ăn hay là nước uống liên tục từ 3 đến 5 ngày. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Trưa chiều thì mưa giảm và trời hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ còn có thể đạt tới ngưỡng 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Trưa chiều thì mưa giảm và trời hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất ở khu vực từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi còn cao hơn. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phần phía Bắc thì nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Phần phía Nam của khu vực thì phổ biến là không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất phần phía Bắc là từ 27 đến 29 độ, phía Nam là từ 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, phổ biến là không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ 22 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất ở khu vực từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ, miền Đông là từ 34 đến 36 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.